Hai anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên hai anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe giàu năng. Bạn cũng có cô bác chị bạn gặp mình vô kênh á, nói bạn ăn thì cũng chậm hơn anh em chút. Hôm nào thử thách đó bạn ăn một mình thử một bữa. Thì hôm nay mình thử mình thực hiện ha. Mình hôm nào giờ bạn cũng chưa từng thử ngồi ăn mà mộng nhiêu cái đầu heo đúng không? Chưa. Hôm nay thử coi ha. Còn nói sao ha? Đây mình có chuẩn bị sẵn đây có một đầu heo. Đầu heo mình luộc gừng rất là thơm luôn. Có ít lá quế. Mình biết bạn ăn khóm được không? Thành ra mình không có mua khóm. Bốn ký tám giác, ấy gọn lé nữa, 4 ký 6 giác. Trừ cái lá quế này kia nọ đi, linh tinh đi, chẳng còn lại là 4 ký rưỡi, 4 ký rưỡi tức là cái mâm là nó nửa ký, thì đầu heo này là 4 ký đó. Bạn được 35 phút sao? Lắm. Đúng không? Cố gắng đó nha bạn. Yeah. Cũng khó lắm đó nha. Thì anh ba cũng được 2 triệu thử thách một mình, Thái cũng vậy. Yeah. Thì bạn thì cũng vậy luôn. Yeah. Chứ mà hỏi là bạn để bạn 1,5 triệu thì cũng kẹt cho bạn ha. Yeah. Ăn hái ăn hết thì kiểm tra lại cho mình nha. Mình hay lé mình điểm lộn hoài. Sớm đại diện Thành tổng mời cô bác chị bạn dùng thịt heo với lại Thành. Xin mời. Rồi bạn chuẩn bị đi. 1, 2, 3. Bạn Thành này lần đầu tiên ngồi thử thách một mình ăn thịt heo thế này. Có lúc trước bạn có thử thách một lần là ăn bún bò, phở bò mình quên rồi, như là 4 ký. Hôm đó là bạn không thành công. Cách đây cũng lâu lắm rồi. Hôm nay thử bạn có thành công không? Số lượng đồ heo 4 ký này cũng nhiều. Cố lên mới được các bạn. Nhưng ba thì mình để tầm chừng khoảng 25 phút rồi được. Bạn Thành rồi. Thành ăn thấy chậm hơn ba, ăn thịt heo cũng không giỏi bằng ba, mình để là 35 phút. Lỡ mà bạn Thành ăn không hết thì cũng rất mong là cô bác chị bạn thông cảm. Cái này mình thử thách mà, đôi khi vượt qua được thì anh em đó khỏe chút, còn không được qua được thì thôi được hưởng cái lương tháng thôi. Không có bạn ăn không có chạy đua, thành ra bạn ăn cũng ok chứ không có ấy đâu. Bạn khi bạn chạy đua bạn ăn hơi nhiều nhão chút, bạn ăn mình thì tư xương dâm á, thì mình chặt nó dính xương dâm. Ruột mềm thì ăn rất ngon. Ngon à? Đây là ruột mình được chín, thịt chín xong cái mình nhắc xuống mình đậy nắp lại. Rồi rút cái gừng đều vô, thơm. Thank you.
Thôi một mình chứ bà cũng tranh thủ nha. Bạn cũng cần còn đua với đồng hồ á. Thì bạn này không có thử thách mình. Bây giờ mình nhắc với bạn một chút. Không kịp giờ là quát á. Chính xương dâm
Chắc là còn khỏe xử mấy cái lỗ tai trước. Sao bạn mỏi miệng rồi bạn? Mấy cái lỗ tai nó ngán lắm.
Thank you.
Né bên bên thì bạn hỉ cái mũi, cho bạn ăn nhiều quá cái cho mũi
Rồi cạo mình sắp lại. Bạn còn đúng 3 phút á. Bơm 4 phút à, bạn Thành này lần đầu thử thách mình thấy mình tinh chế bạn nha bạn.
Cái bạn thịt xương là bạn ăn mình thấy là không sạch lắm đâu nha bạn. Lần đầu thì mình trưng với cho bạn, chứ lần sau là mình phải kiểm tra nha bạn. Dạ. Ok, tiền của bạn các bạn ơi. Dạ. Bạn kiểm tra lại giùm mình luôn. Đúng, 2 triệu. Đúng không? Hai anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của hai anh em mình. Hai anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị bạn sức khỏe, giàu năng, chào hẹn lại, bye bye.